Ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024 tại Ngoại hạng Anh, tính đến hiện tại, thật là kỳ, lại chỉ có hai đội bóng mới lên hạng là Sheffield United và Luton Town vượt trội hơn Liverpool ở số bàn thua đầu tiên phải nhận trong mỗi trận đấu. Tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, The Reds một lần nữa để đối thủ ghi bàn trước sau khi Simon Adingra bên phía Brighton phá lưới Alisson ở phút 20. Trái với những màn lội ngược dòng kịch tính như các vòng trước, trên sân The Amex, Liverpool chỉ nhận về một điểm sau khi hai đội hòa nhau 2-2. Vậy, lý do đằng sau việc đội chủ sân Anfield luôn bị đối thủ dẫn trước là gì? Một là, Liverpool luôn khởi động trận đấu chậm. Kể từ thời điểm bắt đầu mùa giải trước, Liverpool đã bị các đối thủ chọc thủng lưới trước 21 lần sau 46 trận đấu tại Ngoại hạng Anh và 28 lần trong tổng số 63 trận trên mọi đấu trường. Dĩ nhiên, đây không phải là thống kê tệ nhất đối với một đội bóng trong khoảng thời gian trên, bởi còn có 9 câu lạc bộ khác ở Ngoại hạng Anh nhận nhiều bàn thua đầu tiên hơn thầy trò Jurgen Klopp, bao gồm Bournemouth và đội xuống hạng Southampton. Tuy vậy, việc thường xuyên bị chọc thủng lưới trước là vấn đề đáng báo động đối với một đội bóng tầm cỡ như Liverpool. Trong 28 lần bị đối thủ ghi bàn trước trên mọi đấu trường, The Reds lội ngược dòng thành công 9 lần, hòa 7 và nhận 12 thất bại. Phần lớn nhiều trận hòa và thua trong số đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc đội chủ sân Anfield không thể chen chân vào top 4. Thói quen để thủng lưới trước của thầy trò Jurgen Klopp vẫn tiếp tục ở mùa giải hiện tại. Sau 8 vòng, Liverpool bị ghi bàn trước đến tận 5 trận và chỉ có Luton Town cùng Sheffield United có thống kê tệ hơn The Reds. Nhà vô địch Champions League 2019 bị Bournemouth, Newcastle và Wolves ghi bàn trước xong vẫn lật ngược tình thế giành chiến thắng, qua đó làm củng cố danh xưng quái vật tinh thần thép. Kể từ giai đoạn mùa giải năm 2022 đến năm 2023 khởi tranh, chỉ có Crystal Palace giành nhiều điểm số hơn Liverpool sau khi bị chọc thủng lưới trước ở các trận đấu, 25 so với 24 điểm. Tuy vậy, trong hai trận đấu gần nhất, The Reds đã đánh rơi 5 điểm sau bị ghi bàn trước. Đoàn quân Jurgen Klopp phơi áo trên sân của Tottenham Hotspur trong một trận đấu mà va gây tranh cãi, sau đó tiếp tục để Brighton cầm hòa với tỷ số 2-2. Như đã nói, đây không phải là vấn đề mới đối với các cổ động viên Liverpool. Vào tháng 10 năm 2022, sau khi để thua Leeds United 1-2 và cũng ở tình thế bị ghi bàn trước, huấn luyện viên Jurgen Klopp nói, đương nhiên, việc luôn bị ghi bàn trước là điều đáng quan ngại. Tuy vậy, chúng tôi cũng không thể bước vào mọi trận đấu và nói rằng, đừng để thua bàn đầu tiên nhé. Điều đó rất rõ ràng trong bóng đá. Bạn không thể tiên tri bất cứ điều gì và mong nó ứng nghiệm. Vậy, rốt cuộc Liverpool thật sự khởi đầu trận đấu chậm hay chỉ đơn giản là họ kém may mắn hơn đối thủ? Hai là, các cột mốc 15 phút. Phân chia trận đấu thành các cột mốc với khoảng thời gian 15 phút, chúng ta có thể phân tích các bàn thua mà Liverpool phải nhận ở nhiều góc độ. Kể từ đầu mùa giải trước, 10 phần 53 bàn thua, bao gồm phản lưới nhà, mà The Reds phải nhận đều đến vào 15 phút đầu trận, nhiều nhất trong tất cả cột mốc 15 phút của trận đấu với chỉ số bàn thua kỳ vọng XGA là 0,23. So sánh chỉ số XGA của Liverpool trong những hiệp đấu đầu tiên trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh từ mùa trước với các đối thủ trong top 4 và Chelsea, dễ hiểu vì sao đoàn quân của Jurgen Klopp luôn phải dựa vào tài năng của Alisson Becker và các pha phản công để giành điểm số trước đối thủ. Chỉ số XGA của Liverpool trong hiệp 1 mỗi trận là 0,69, nhiều hơn Manchester City 0,37, Arsenal 0,48, Manchester United 0,59, Newcastle 0,57 và Chelsea 0,56. Tuy vậy, bất ngờ thay, chỉ số đó được câu lạc bộ vùng Merseyside giữ nguyên trong 45 phút còn lại, trong khi XGA của Manchester City, Arsenal, Manchester United và Chelsea đều ít nhiều tăng lên. Đội chủ sân Anfield còn phải đối diện với trung bình 5,1 cú sút về phía khung thành đội nhà trong hiệp 1 sau 46 trận đấu và chỉ có duy nhất Manchester United vượt trội hơn Liverpool ở thống kê trên, đối diện 5,35 cú sút. Ngoài ra, mùa này, The Reds đối mặt với 19 big chances do đối thủ tạo ra sau 8 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, trung bình 2,38 big chances mỗi trận. Như đã đề cập, trong mọi trận đấu ở tất cả các đấu trường kể từ đầu mùa giải trước đến hiện tại, Liverpool phải nhận bàn thua trước ở 28 phần 63 trận. Trong số 28 lần ra sân đó, chỉ có 3 lần đối thủ chọc thủng lưới The Reds trong hiệp 2 và đáng buồn thay, đoàn quân Jurgen Klopp thất bại trong cả 3 trận đấu ấy, gặp Brighton, Nottingham Forest và Real Madrid. Điều đó đồng nghĩa cả 25 trận còn lại, các bàn thua đều đến trong hiệp 1, và trong tổng số các trận đấu đó, Liverpool giành 9 chiến thắng, nhận 9 thất bại và hòa 7. Trong số 25 bàn thua, có 11 bàn được đối thủ của The Reds ghi trong 10 phút đầu. Dù có nhiều thời gian để lật ngược thế cờ, tuy vậy, việc để thua sớm khiến mọi kế hoạch của trò Jurgen Klopp phải thay đổi trước khi họ có cơ hội bắt nhịp với trận đấu. Ở 28 trận đầu mà Liverpool thủng lưới trước, thời gian trung bình họ phải nhận bàn thua đầu tiên là khoảng phút thứ 21, và đó gần chính xác là khoảng thời gian mà Adingra phá lưới De Kop tại trận đấu tại vòng 8 vừa qua trên sân The Amex. Để xoay chuyển tình huống này, Liverpool cần tìm cách chơi phòng thủ hơn trong 1/4 thời gian đầu của trận đấu, hoặc tìm cách bắt nhịp nhanh hơn.
Đoàn quân của Klopp có chỉ số XGA thấp nhất ở giai đoạn phút 61 đến 75 và đặt chỉ số XGA thấp thứ hai trong giai đoạn phút 16 đến 30. Điều đó đồng nghĩa rằng Liverpool cần ít nhất 15 phút đầu của mỗi hiệp đấu để ổn định và triển khai lối chơi. Với hai lý do trên, huấn luyện viên Klopp cần giải bài toán này ra sao? Việc để thủng lưới trước của Liverpool phần nào nằm ở lối chơi pressing tầm cao mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm tàng nhiều rủi ro. Thật không công bằng nếu đánh giá hàng phòng ngự De Kop chơi chưa đủ tốt. Klopp từng nhấn mạnh rằng việc phòng thủ của Liverpool bắt đầu từ tuyến đầu và việc để Alexis McAllister chơi như một tiền vệ phòng ngự ở vài trận đấu không liên quan gì đến hệ thống phòng ngự của cả đội bởi mỗi cá nhân đều phải hoàn thành trách nhiệm trên. Nhiều người cho rằng việc Liverpool khởi đầu chậm là để dành thời gian bung sức cho giai đoạn sau và đôi khi nhiều đối thủ cũng đã chủ quan mắc bẫy. Chiến thắng 3-1 trước Bournemouth hồi tháng 8 là một ví dụ khi De Cherry cũng dẫn bàn trước nhưng tỏ ra cạn kiệt thể lực do đã bung sức cho hiệp 1 và không thể lật ngược tình thế dù Liverpool chỉ còn thi đấu với 10 người trong 30 phút cuối trận. Chuỗi trận sau đợt hội quân đội tuyển quốc gia tháng 10 này được đánh giá là dễ thở cho De Kop sau khi họ phải thi đấu sân khách 5/8 vòng đầu tiên. Trong số 8 câu lạc bộ mà Liverpool đã gặp, có đến 6 đội được Opta dự đoán sẽ xếp ở nửa trên bảng xếp hạng sau khi mùa giải kết thúc. Việc mất Cody Gakpo do chấn thương và Diogo Jota do thẻ phạt rõ ràng ảnh hưởng đến lối chơi của De Kop trong trận đấu gần nhất với Brighton. Tuy vậy, có lẽ Liverpool nên thật sự áp đặt trận đấu ở ngay những phút đầu tiên thay vì để các cổ động viên hồi hộp chờ đợi đội nhà thức tỉnh và giành giật điểm số ở giai đoạn sau.